Vâng, xin kính chào tất cả các bác và tất cả anh chị em đến với kênh YouTube của Tổng kho Nhật Mãi Văn Quân. Và lời đầu tiên xin kính chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc bên gia đình và chúc các bác luôn luôn giàu có và trường thọ. Hôm nay lại giới thiệu đến tất cả các bác các cái sản phẩm, rất nhiều sản phẩm. Hàng Nhật bãi, vâng, hàng lướt Nhật, hàng xe đạp và các loại giày dép, giày Nhật, giày Đức, giày Mỹ, giày Czech, vâng. Đây có cả giày Czech, giày cá sấu và các loại vợt cầu lông full carbon nano của Nhật về, của Mỹ về. Bác nào cần thì alo trực tiếp cho em. Đệm mát xoa, vâng, một chiếc đệm mát xoa cần thiết. Vâng, cần thiết để phục vụ các bác khi các bác có nhu cầu mát xoa giảm căng thẳng mệt mỏi hàng ngày. Đây là một chiếc đệm mát xoa của Nhật vô cùng ngon lành và rất là cần thiết. Bên Nhật người ta sử dụng máy mát xoa rất là nhiều, bởi vì sao? Bởi vì người ta rất là sống, rất là thọ. Vâng, cần phải mát xa toàn bộ cơ thể để khí huyết lưu thông, thư giãn, vâng, thư giãn đầu óc. Và em sẽ vào trực tiếp các sản phẩm ngay bây giờ đây. Bác nào đi qua kênh thì nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh để kênh em có thể phục vụ các bác nhiều nhiều hơn nữa. Đấy, rất là nhiều sản phẩm, hôm nay sẽ xả kho các cái sản phẩm cho các bác xem. Đấy, đèn có, vâng, rất là nhiều sản phẩm thú vị và rất là hay. Những chiếc máy lọc khí, lọc không khí của Nhật về, có máy Sharp này, có máy Panasonic này, đấy, có hai chiếc của Panasonic, của một chiếc của Pháp mới về được bọc rất là nguyên vẹn thì các nhá. Đấy, nguyên vẹn thì em sẽ cắm cho các bác một cái cục đổi nguồn để các bác xem nó hoạt động như thế nào. Đây, cục đổi nguồn của nó sẽ là từ dòng điện của nó là 100 nhá, 100 đây, 220 xuống 100. Cắm cho các bác xem. Bác nào mà cần những cục đổi nguồn này thì các bác alo trực tiếp cho em. Đây là hàng cục đổi nguồn này. Cục đổi nguồn này là có phiếu bảo hành trực tiếp từ cơ sở của Việt Nam chúng ta bán. Và cục đổi nguồn này thì đa số là ở Việt Nam mình để đổi từ nguồn điện 220 đấy xuống 110 để các bác dùng. Đây, cắm cho các bác xem. Cắm cho các bác xem luôn này. Nó hoạt động đấy, bụi bặm đây. Đây là một chiếc máy lọc không khí. Vâng, đây các bác bật lên là chiếc máy lọc khí này là chạy luôn. Đây ạ. Vâng. Máy lọc khí này là máy Sharp có cảm biến tại đây. Có cảm biến mắt tại đây, tự động hút các bác nhé. Tự động khi mà thấy không khí là nó sẽ hút luôn. Đấy, các bác thấy là một cái của Sharp của nó là xuất Nhật của nó rất là ngon nhé các bác nhé. Đây, còn các cái chế độ thì các bác có thể là vào Google, phần Google dịch này ra. Đấy, các bác vào phần Google dịch này ra. Các bác dịch từ tiếng Nhật này sang tiếng Việt đây. Đấy, các bác dịch trực tiếp như này cho em. Và các bác đây, các bác lên phần Google dịch đây là các bác ấn vào cái nút máy ảnh này, đấy, nó sẽ dịch cho toàn bộ các chữ này đây các bác nhá, nó hiển thị luôn đây, ví dụ như chữ này đấy phải đúng chiều, đúng chiều, phải đúng chiều đấy, đúng chiều này đấy, chế độ tai nghe này, tạo ẩm này đấy, nó dịch luôn này các bác này đấy. 24 giờ và tiết đơn tiết kiệm này. Đây, tắt mở này. Đấy, bắt đầu này. Đấy, dừng lại này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Hỗ trợ dọn dẹp này. Đấy, bụi này. Bắn này. Hướng gió này. Vâng, đây ạ, các bác nhận dịch từ tiếng Nhật đến sang tiếng Việt là người ta sẽ dịch cho các bác luôn. Vâng, dòng điện của nó thì các bác dùng cái cục đổi nguồn kia các bác dùng nhá. Đây, máy của nó là máy Sharp này, một chiếc máy Sharp này có cảm biến này. Và một chiếc máy Panasonic này. Đây, Panasonic này.
Đấy, Panasonic hiệu của nó sẽ là hiệu FVXG90 và cái này là FVXG70 Panasonic. Đây là hàng rất là cao cấp của Nhật. Đây toàn bộ là máy vừa mới niêm yết 2,3 triệu từ Nhật về. Đây ghi hết giá vào đây. Đấy, và sẽ cộng thêm cho các bác với thêm cộng thêm cho các bác tiền công vận chuyển là 250k nữa này. Đấy. Chiếc này là chiếc 2 triệu 500 này. Chiếc này là chiếc 3 triệu rưỡi này. Và chiếc sáp này cũng là chiếc 3 triệu rưỡi này các bác nhá. Đấy này, báo giá trực tiếp cho các bác lại, máy đang chạy đấy ạ và chưa bật các chế độ. Nó vẫn tự động nó chạy luôn. Đấy, 75% rồi là các bác cắm trực tiếp vào. Những máy này thì được bảo hành cho các bác với từ Nhật về là 3 tháng sử dụng các bác nhá. Tiếp theo là sẽ xả kho thanh lý cho các bác các cái sản phẩm bây giờ. Và xả kho thanh lý cho các bác các cái loại hàng đây các bác. Tô vít này. Tô vít. Vâng, đây các bác xem luôn cái tô vít này. Đấy, tô vít đấy, tô vít điện này, tô vít vặn này, đây made in Japan này. Đấy, made in Japan của Nhật này. Đấy, cái hiệu này là hiệu của Champion. Made in Japan. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Tô vít này thì mua 1 tặng 1. Vâng. Mua 1 này tặng 1, tròn 40k. Vâng, tròn 40k. Một cái tô vít này là 40k và tặng cho các bác một cái nữa. Bác nào cần tô vít thì alo trực tiếp nhá. Vâng, nó đa số nó cái đầu bẹt này. Đấy, đa số là cái đầu bẹt này. Tô vít Nhật thì các bác cứ mà dùng vô tư. Vâng, vô tư luôn. Đây, còn mấy con cà lê mỏ lết răng đây các bác ơi. Mỏ lết răng này còn hai chiếc thanh lý cho các bác. Cái mỏ lết răng này là của Mitsubishi và cái mỏ lết này nó là của Japan. Và hai cái đều của Japan Nhật đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, thanh lý cho các bác một cặp này tròn 302 chiếc. Vâng, ba vâng, cà lê mỏ lết răng này là 300 này, 300 gọi là mật mã của nó là 300 này. Đấy, vâng, cái này là 300, hai cái 300 đồng giá luôn. Combo cho các bác hai cái này là 300, mua một tặng một từ đấy luôn cho các bác này. Vâng, đây nữa keo đánh răng này các bác ơi. Hôm nay còn hai típ keo đánh răng của Nhật này thì sẽ mua một tặng một cho các bác này. Vâng, hai típ keo đánh răng, một típ 150k và hai típ này sẽ là 150k. Vâng, mua một tặng một quà khuyến mại cho các bác luôn. Còn hai típ 150k, hai típ của Nhật. Đấy. Típ này thì dung tích của nó khá lớn đấy ạ. Và 170g các bác ạ. Vâng, đây nhá. Hàng Nhật tuyển chọn có 150k, mua một tặng một cho các bác luôn nhá. Và tiếp theo là khóa đĩa này. Các bác đây là khóa đĩa xe đạp. Các bác dùng khóa đĩa xe đạp này với giá của một chiếc khóa đĩa xe đạp và xe máy này, mô tô phân khối lớn các bác khóa được hết. Với giá là 55k. 55k. Vâng, chuông, một chiếc chuông đồng nhỏ. Chuông đồng nhỏ này. Vâng, chiếc chuông đồng nhỏ này báo giá cho các bác với giá là 60k. Vâng, 60k này. Và những cái con đèn các bác có thể gắn trực tiếp vào bánh. Đây các bác ơi, có thể gắn trực tiếp vào bánh xe. Các bác lắp bánh xe, một bánh xe đằng trước đằng sau nó khoảng tầm các bác lắp bằng 3 con đèn này, 3 con đèn bánh xe này và một bánh. Đấy, thì 3 con đèn bánh xe này sẽ báo giá cho các bác với giá là 25k 3 chiếc. Và 25k 3 chiếc các bác có thể lắp trực tiếp vào bánh xe khi mà đi tối. Các bác đi đa số là đi trời tối, nó rất là ngon nhá. Có rất là nhiều chế độ này các bác này. Đấy, cái này thì các bác có thể tháo vặn ra để các bác thay pin vô tư. Đây, các bác cứ tháo ra hết pin thì các bác lại cho nó vào đây. Đấy, pin đầy các bác, pin cái này là pin ở quán đồng hồ đây. 25k 3 chiếc này. Đấy, tiếp theo là chắn chắn bùn này. Chắn bùn thì có bên em có cái loại chắn bùn
Vâng, đây chắn bùn đây các bạn này. Chắn bùn cả trước cả sau. Vâng, chắn bùn, chắn nước, dè chắn bùn. Đây, rất là bền. Đấy các bác nhìn chưa? Rất bền. Mà nó rất là nhỏ nhắn và nó rất là đẹp. Đây các bác, cái này là cái sau. Các bác lắp trực tiếp vào cọc yên. Một cặp này báo giá cho các bác với giá là 90k một cặp. Đây các bác xem này. Đấy, chắn bùn Nhật này. Đấy, 90k một cặp chắn bùn. Đấy các bác lên mã cho em cặp chắn bùn 90k là các bác biết. Đấy giá em báo giá trực tiếp cho các bác ở đấy rồi thì các bác cứ đọc giá này em gửi thôi ạ. Tiếp theo là cặp chắn bùn của bên đây chắn bùn. Chắn bùn Rock. Vâng, chắn bùn này là chắn bùn Rock, hàng Rock Nhật về đây. Thì các bác đây là cái mở đây các bác này. Đấy, cái này là các bác mở này. Thì các bác mở là các bác cho vào đây. Thì cái này là có cả sau cả trước thì các bác có thể là muốn đưa xuống dưới, muốn đưa lên trên đều được, nó xoay theo ý của các bác nhá. Muốn đưa xuống dưới này, muốn đưa thẳng này, muốn đưa lên thế nào. Đấy, bánh cả trước cả sau. Một chắn bùn này rất đẹp. Đây là hàng. Đấy, các bác nhìn chưa? Chắn bùn này thì là loại xịn nhá, loại đắt tiền. Vâng. Loại đắt tiền. Loại dốc siêu xịn và là siêu bền. Các bác có thể lắp bánh xe trực tiếp vào bánh trước bánh sau đều được. Xe đua thì các bác nếu mà các bác xe đua thì các bác lắp bánh sau. Còn nếu các bác xe touring và xe địa hình thì các bác lắp cả trước cả sau đều được. Đấy. Với giá là 180k một cái bộ này. Đấy, cả trước cả sau là 360k. Đấy. Chắn bùn này là chắn bùn siêu xịn rồi. Siêu cao cấp rồi. Vâng, tiếp theo. Rất là nhiều hàng tiếp theo nhá. Mùa mưa gió thì các bác sử dụng cho em cái băng dính này. Đấy. Cái băng dính này không như cái giống như các cái loại băng dính thông thường ở khác, bởi vì cái băng dính này nó rất là bền, rất là chặt và thời hạn của nó rất là lâu. Còn đây là băng dính của Misa gấu, và Misa gấu là bên cái này là sản xuất trực tiếp tại Misa gấu Nga. Đây là sản xuất trực tiếp tại Nga. Đây các bác có thể là dính trực tiếp vào mái tôn. Đấy, trong cái những cái vết nứt nẻ này thì các bác dính trực tiếp vào, các bác sẽ nhìn vàng, đảm bảo cho các bác là không bị thấm giọt nữa. Đây, rất chắc chắn luôn. Cực kỳ là chắc chắn. Đây là bản của nó là bản 5 phân. Độ dài của nó là 5 mét. Và cái này là 10 phân. Bản của nó là 5 mét. Cái này thì báo giá trực tiếp cho các bác là 100 này. Còn cái này là 70 này. Loại này thì là hàng Nhật, người ta thanh lý về Nga xuất Nhật, lại Nhật lại nhập về Việt Nam. Nếu các nào cần thì alo trực tiếp cho em nhé. Và tiếp theo này, các cái loại hành lý cho các bác, các cái loại giá nước gọng, nước bảo vệ cùi đề. Bảo vệ cùi đề cho các bác này. Những chiếc bảo vệ cùi đề này thì khi các bác để xe không may nó bị ngã trượt, nó hỏng cùi đề của các bác, thì các bác dùng cái này 35k. Bộ móc lốp này 30k. Đấy. Những cái giá nước gọng, nước là không thể thiếu được. Giá nước gọng, nước đây các bác này. Giá nước gọng, nước này là gọng nước con ong này. Màu trắng này, rất là siêu bền luôn. Và nhựa nhá. Bền. Cái này là 15k một chiếc. Các bác thích màu đen hay màu trắng thì tùy các bác ạ. Còn gọng nước pha màu đây. Có màu đen và pha màu xanh dương hoặc là pha màu đỏ. Đây là gọng nước nhựa siêu bền luôn, nhựa dẻo siêu bền luôn. Cái này thì dùng các bác dùng thoải mái, bền, rất bền luôn. Đấy, các bác cho bình nước vào. Đấy, siêu bền luôn và siêu đẹp luôn. Gọng nước này là 50k một chiếc, có cả đen đen xanh và đen đỏ. Hoặc là các bác dùng cái gọng nước carbon cao cấp hơn thì các bác dùng. Đây, gọng nước cao cấp của carbon đây. Gọng nước carbon siêu đẹp đây. Những loại gọng nước của carbon thì nó có quả gọng nước của carbon Challenger màu đen trắng rất đẹp luôn. Màu đen trắng này bao giờ nó rất là đẹp, rất là nổi. Khi các bác lắp vào cái xe của các bác nó rất là nổi nhá. Gọng nước đen trắng Bon Challenger này là báo giá cho các bác là 380. Và gọng nước siêu xịn luôn. Và gọng nước của nó sẽ là gọng nước tiếp theo là gọng nước full carbon tiếp này. Đấy, gọng nước của nó là carbon này. Đấy, đen trắng đỏ, đen trắng đỏ, siêu đẹp luôn. Cái này là 255k. 255k. Các bác cho bình nước thì nó quả thật nó quá đẹp luôn, carbon. Đấy, các bác nhìn carbon chưa? Và các loại bình nước, và bình nước thì bên em có loại bình nước, bên em báo giá cho các bác các loại bình nước xịn đấy nhá.
Và những cái loại bình nước nó không xịn thì thôi thì các bác không nên dùng. Còn bình nước xịn thì các bác cứ dùng. Bình nước thì bên em có bình nước hàng xịn đây. Ba màu thì các bác thích chọn màu nào cũng được đây. Và bình này là báo giá cho các bác là 150k một bình này. Có nắp của nó này. Đây các bác, quan trọng nhất là cái nắp này nữa này. Đấy, các bác khi các bác uống thì các bác rút lên được. Đấy, các bác lại ấn vào nắp vào là xong. Bình nước này là tiêu chuẩn của nó 5 sao là cao nhất rồi. 150k một chiếc. Màu đen đen đỏ này, màu xanh trắng này và màu cam cam xanh này. Đấy các bác thích màu gì thì các bác alo cho em. Và có bình nước của cái này là bình nước cách nhiệt. Made in Japan cách nhiệt. Bình này là bình cách nhiệt nhá. Bình nước này là bình cái vỏ này này. Cái vỏ này là su 3046 sao này. Còn bên trong bình này thì nó là su 316 inox su 316 3166 sao. Còn nó có cả cái này là các bác sử dụng cái này để lọc trà hay lọc cái gì sinh tố gì đó nhá. Vâng. Với những bình nước đi đạp xe đạp mà nó dù là cái loại mà cái này là bình nước cách nhiệt. Các bác có thể là giữ nóng khoảng tầm 2 ngày, 1 ngày, 2 ngày đến 24 tiếng hay là hơn thì tùy các bác. Đấy. Cái này thì nếu mà nó giữ được trong vòng khoảng tầm 24 tiếng nóng các bác nhá. Hoặc là các bác có thể là ấm uống ấm cũng được. Đấy, uống ấm cũng được, bình nước cách nhiệt luôn. Vâng, su 316 là nó loại rất là cao cấp rồi. Đấy, inox đa số người ta sử dụng là 304, cái này là lên 316 và hai lớp các bác nhá, cách nhiệt. Đấy, nhiệt độ của nó thì nó rơi khoảng tầm 200-300 độ C là thoải mái rồi. Cái này thì 380, bình nước của Nhật, dung tích của nó là rất là hợp lý. Đó là 600 ml các bác nhá. Rất hợp lý luôn. Ít nhất nó phải tầm trên nửa lít rồi. Thì cái này nó là đấy, cái này là 600 ml. Đấy, bình nước này, cái bình này cũng khoảng tầm 600 ml đến 650 ml này. Cái này là 600 ml này các bác nhá, rất hợp lý. Bởi vì khi các bác đi uống nước thì các bác sử dụng rất nhiều. Đấy. Còn không các bác là mà cao cấp hơn thì các bác dùng cái bình titan này. Đây em cũng đang dùng cái bình nước titan này đây. Và còn có nó về lô mấy chiếc thì em sẽ còn dư em giới thiệu đến tất cả các bác. Đây em cũng đang đi đạp xe đây. Vâng, đây bình nước titan các bác ạ. Đấy, các bác đạp xe các bác phải chơi cái màu nó đẹp đẹp này. Đấy, đẹp chưa? Và cứ phải đẹp, phải rực rỡ xong nó mới đẹp này. Đấy. Nó đẹp nhưng nó đẹp kiểu rất là hay. Vâng, đẹp rất là dịu dàng, đẹp rất là cuốn hút các bác nhá. Bình nước titanium này. Bình này thì các bác dùng khoảng tầm 100 năm. Và 100 năm thì vẫn chạy tốt các bác nhá. Đấy, bình titanium. Bình này thì đấy, em đang dùng rất là sướng. Và tiếp theo là các loại mũ bảo hiểm. Bảo hiểm thì sẽ về được mới về cho các bác một loại mũ màu trắng đen. Mũ Special Line của Mỹ các bác nhá. Và đây dáng của nó các bác có thể nhìn trực tiếp cái dáng này cho nó. Để các bác lựa chọn cho mình cái dáng cho nó chuẩn nhá. Đấy, em sẽ cao cái video để quay trực tiếp cho các bác luôn. Vâng, dáng mũ này thì nó cũng rất là đẹp rồi. Đấy, rất đẹp màu trắng. Sáng đẹp. Mũ này là 650 này. Mũ Mỹ này. Nó có cả màu đây nó có cả màu đen đỏ này. Vâng, màu đen đỏ này các bác này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Đấy, màu đen đỏ đây. Vâng, dáng của nó thì quá đẹp rồi. Và nó thanh lý cho các bác với giá là 650. Vâng. Nó nào cần thì alo cho em nhé. Đây. Có vặn đằng sau. Có vặn đằng sau. 650k. Loại cao cấp hơn thì sẽ giới thiệu đến các bác cái loại mũ màu tiền triệu. Và thanh lý cho các bác chỉ có mấy trăm k. Loại mũ của nó là mũ hàng cao cấp của châu Âu. Vâng. Châu Âu Nhật. Vâng. Châu Âu xuất Nhật rồi. Sana X9. Cái này là bán chuyên trà bán trên Amazon thôi. Amazon trang các cái trang điện tử về quốc tế ấy, các bác ạ. Và cái này thì Việt Nam mình thì chỉ có thanh lý, ví dụ nó có thì bên em báo ra cho các bác thôi. Còn ở các shop khác là xưởng khác, kho khác là không có loại này. Và mũ này là mũ rất đẹp luôn này các bác này. Siêu đẹp luôn nhá. Và bền, độ bền của nó thì quá cao cấp rồi.
Vâng, cực kỳ là cao cấp đẳng cấp các bạn nhé. Và có rất là nhiều lớp. Rồi. Về lớp dây của nó này, dây dù của nó này. Và lớp vặn của nó này, rất cao cấp. Đấy, vặn của nó này, các bác nghe kêu chưa? Đấy. Mũ này thì là có màu trắng này mà và màu vàng tuyệt đẹp luôn đấy ạ. Và xanh dương. Vâng. Báo giá cho các bác là 750k một chiếc các bác nhá. Giá thanh lý thôi. Bên em toàn hàng giá thanh lý. Giá thanh lý về thì nó rất là rẻ so với giá cũ các bác ạ. Vâng, giá cũ của nó đắt lắm. Mũ bon chân gơ. Vâng, mũ bon chân gơ thì có màu đen và màu đen. Đen là chỉ của nó là chỉ xanh lá huỳnh quang này các bác này. Một chiếc mũ khá đẹp luôn. Tuyệt đẹp luôn của bon chân gơ. Sản xuất trực tiếp tại Mỹ. Vâng, Mỹ các bác nhá. Đẹp chưa các bác nhìn cái mẫu mũ bon chân gơ đẹp chưa? Vâng, tuyệt đẹp luôn, kể về cả về nước sơn này, kể cả về bên trong này, kết cấu bên trong này, có các lớp đệm này và khóa này. Đấy. Về hình thức của nó thì quá tuyệt vời rồi, một chiếc mũ hoàn hảo. Sản xuất trực tiếp tại Mỹ. Vâng. Vâng, mũ này thì báo giá trực tiếp cho các bác với giá là 850k một chiếc các bác nhá. 850k một chiếc này. Đấy, các bác lên mũ quan chân gơ, màu của nó là màu xanh lá huỳnh quang. Và một chiếc mũ Edgework nữa. Và một chiếc mũ Edgework này là của Mỹ các bác ơi. Và một chiếc mũ Edgework của Mỹ này. Và mũ này thì mũ đắt tiền rồi. Chiếc mũ đắt tiền rồi các bác ơi. Mũ này là mũ Edgework hàng đua tuyển chọn của Mỹ, đắt tiền rồi. Xuất Nhật này, thanh lý cho các bác một chiếc mà duy nhất, màu của nó là màu xanh lá huỳnh quang. Và hai bên này là hai bên sự kết hợp giữa màu cam. Vâng, rất đặc biệt và vâng, rất đặc biệt luôn. Đấy, rất đặc biệt luôn các nhá. Vâng, nó có một chấm chấm nhỏ ở đây thì nó là chắc vận chuyển thôi. Vâng, rất đẹp luôn. Mũ này thì tại vì nó hàng thanh lý cho nên là báo giá trực tiếp cho các bác với một chiếc mũ này. Giá của nó sẽ là 1.300.000. Vâng, thanh lý cho các bác với giá 1.300.000. Đây kìa. Rất đẹp, rất xịn, ngon, đẹp. Vâng, quá tuyệt vời luôn các bác ạ. Một chiếc mũ hàng cao cấp. Mũ Mỹ Edgework nhá. Vâng, mũ Mỹ Edgework cao cấp này. Đây nó có chỉ có một chấm chấm nhỏ đây thì nó chắc quá trình vận chuyển một tí chỗ này thôi. Cho nên em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác với giá là 1.300.000 thôi. Đấy, còn hoàn hảo luôn. Quá hoàn hảo luôn. Chắc cái này nó chỉ gọi là vận chuyển bị cọ một tí này các bác này. Đấy. Không cẩn thận là rất là nguy hiểm. Đây có đằng sau đây. Logo của nó đây. Vâng, 1.300.000. 1.300.000 các bác nhá. Đấy. Rất đẹp luôn. Tuyệt đẹp đấy. Vâng, tuyệt đẹp. Vâng, tiếp theo. Tiếp theo là các cái sản phẩm giới thiệu nhanh cho các bác này. Vâng, cái về cái máy này thì đây các bác xem luôn trực tiếp cho em này. Đây cái máy mát xoa này thì các bác có để thể nằm hay là thoải mái luôn này. Nằm cũng được. Các bác để nằm cũng được mà các bác để ngồi cũng được. Đây, ngồi như thế nào? Có thể tháo rời ra được các bác nhá. Có thể tháo rời ra được đây. Các bác có thể tháo rời ra được và các bác dính vào. Đấy, dính vào. Đây có các cái phần đệm. Nó toàn thân luôn. Đây cái phần này đầu cổ này các bác có thể kéo ra này. Đấy, kéo lên và kéo dài ra. Đấy, các bác nhìn chưa? Hoặc là để nằm ghế như này các bác ngồi xem tivi. Các bác có thể là bật các cái chế độ xoa bóp đấm lưng tại đây và đấm mông tại đây và mát xoa bàn chân tại đây. Đây các bác ạ. Ở đây nó mát xoa cả bàn chân đây nhá. Đấy, toàn bộ các bàn chân và đặc biệt khi các bác đi ngủ thì các bác mát xoa cái này nhá. Đây nó có phần mát xoa siêu cao cấp ở đây. Phần ở dưới bàn chân này, các cái huyệt đạo dưới bàn chân nó rất là nhiều cho nên là các bác sử dụng cái này là quá hợp lý rồi. Đấy, nó đây hai chân các bác để ở đây. Các bác đi ngủ hay là các bác xem tivi đấy các bác gái ngồi cạnh bác trai thì thay nhau. Hay là mua hai cái cho các bác dùng mỗi bác một cái cho các bác phải tranh nhau. Đây có phần cả phần này phần hai bên này các bác nhá. Hai bên này là có này, đây cái tai này nó còn có này, tai này nó còn có này, đây nó có này, đây nó có này,
Vâng, cắm thử à? Vâng, đây em cắm thử cho các bác xem luôn nhé. Cắm thử cho các bác luôn. Đây, cái này thì nó mới về cho nên là em cũng chưa cắm thử cho các bác xem luôn này. Các bác chờ em tí. Máy này là máy Nhật xuất đấy các bác ạ. Đây là hàng Nhật xuất. Hàng Nhật xuất cho nên là giá của nó là tương đối là ngon các bác nhá. Hàng Nhật xuất các bác. Vâng. Cái này em phải tắt cái máy này đi ạ. Vâng, rất hay luôn. Đây cái bảng điều khiển ở đây. Đấy, có cả ánh sáng hồng ngoại các bác nhá. Đây các bác xem luôn. Các bác thấy chưa? Đây các bác chỉ cần bật cái này đây là xong, có ánh sáng hồng ngoại này và mát xoa toàn thân luôn này. Đấy, phần cổ này, vai gáy này. Các bác nằm các bác ngồi thoải mái luôn. Vâng. Đây các chế độ nhanh chậm và mát xoa chân, đây có cái bàn chân này này các bác này. Mát họ có cả bàn chân, đây là cái này là rất là chi tiết này. Bàn chân này rồi là lưng này, đầu cổ này. Rất ngon luôn đấy ạ. Ui quá tuyệt vời luôn. Đấy, rung cả đây nữa này. Ơi các bác, rung cả đây này. Đấy, rung cả đây này. Đấy chưa, các bác nghe sướng chưa? Quá ngon đấy ạ. Đấy, tắt ánh sáng hồng ạ. Bật, đấy, bật lại tắt. Đấy, và phần này nhé các bác nhé. Phần này thì các bác, đấy, đang rung này. Vâng, cái này thì báo giá trực tiếp cho các bác với giá là 3 triệu 1. Vâng, 3 triệu 1 một chiếc nhá, các bác nhá. 3 triệu 1 một chiếc. Đấy, các cái này nữa. Đây, là phần này nữa này. Đấy các bác nhìn cả cái này này. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Một chiếc máy của Nhật đấy, Nhật xuất 3 triệu 1. Các bác nhanh tay nhá. Kính các loại này. Đấy, có cả kính các loại này. Đấy, kính độ rất nhiều, kính đạp xe này. Kính ban đêm này các bác ơi, đây là một chiếc kính của ban đêm này. Vâng. Mắt của nó là mắt màu vàng, kính Nhật ấy. Vâng, mắt của nó màu vàng, tấm kính màu vàng ban đêm, kính đạp xe các bác nhá, siêu cao cấp luôn. Gọng của nó là gọng magie, mỏng magie, kính đạp xe rất là chắc chắn và rất là xịn. Đây mắt kính của nó đây các bác xem, kính ban đêm. Cái này thì các bác đi mùa bên ban đêm thì nó sẽ đổi sang màu này, còn ban ngày thì nó đổi màu nhá, đổi sang màu đen hoặc là màu vàng như này. Các bác nhìn thấy một cái chiếc kính quá hoàn hảo luôn, kính đạp xe này. Các bác đạp xe đêm thì quá tuyệt vời rồi. Vâng, giá của nó là sẽ là 650k một chiếc nha các bác, nhanh tay này. Vâng, kính Nhật này. Vâng, kính Nhật về. Kính này thì nó là hàng đạp xe. Đấy, kính đêm. Các bác đi đêm xe máy, xe đạp hay là đi ô tô thoải mái luôn. Đấy, ô tô, xe máy, xe đạp thoải mái nhá. Kính đạp xe để giới thiệu đến tất cả các bác này. Đây, kính đạp xe có các loại kính, có bon chân gơ Nhật, kính dâm này. Đấy, kính độ Nhật này. Đây các bác này, kính có độ thì nó có từ 1 độ, 1,5 độ rồi cho đến 4 độ. Nó tùy từng cái nhá, cái nào mà hết rồi thì em sẽ báo cho các bác luôn. Đây, một chiếc kính độ của Nhật. Đây là, ví dụ như cái kính này là 3,25 độ. Vâng, đây này các bác nhá, đây là hoàn toàn là bằng chữ Nhật. Đây là chữ Nhật, các bác nhìn cái chữ Nhật nó như là cái hình như các bác này. Đấy, nó như là hình đây. Vâng, đây nó có tem đây. Kính này là sản xuất trực tiếp tại Nhật đây các bác này. Đấy, kính này sản xuất trực tiếp tại Nhật này và thanh lý trực tiếp tại kho hàng bãi Nhật bên Nhật đấy ạ. Đây là đấu giá theo công cho nên là nó rất là nhiều hàng về. Đấy các bác nhá, đấu giá theo công, trực tiếp theo công. Và bên em thì có chuyên, có cậu em là bên đấy là chuyên đi nhặt hàng vào kho để đấu giá. Đây, kính quá đẹp luôn. Kính này là kính độ 3,25 độ có này. Kính gấp gọn này các bác này. Đây, kính gấp gọn đây. Kính gấp gọn 1,5 độ này. Đây, các bác gấp vào như này nhá. Đấy, gấp vào như này. Các bác gấp vào. Đấy, rất gọn gàng. Đây, các bác xem một kính 1,5 độ này. Có kính 3,5 độ này. Đây các bác này, kính 3,5 độ. Và đặc biệt với các bác là nếu mà là những cái hàng Nhật xịn như thế này thì kính độ của nó rất là chất lượng các bác ạ. Các bác nhớ nhất là đây là kính nhá, kính độ nhá, bởi vì nó rất là xịn, bởi vì là
nó rất là nhẹ các bác ạ. Kính kính Nhật, người ta làm nhá. Vâng, chất lượng rất cao và rất là nhẹ nhàng. Khi các bác đeo vào mắt, các bác cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, rất là ngon các bác nhá. Cầm một cái kính lên là đã biết nó cao cấp như đến cỡ nào rồi. Vâng, kính 3,5 độ này, màu sắc màu vàng rất đẹp luôn này. Gọng kính, đến cái gọng kính này cũng thiết kế một cách rất là khác biệt. Đấy, rất là khác biệt, rất là chỉnh chu, và đặc biệt với các bác là nó rất là đẹp cơ. Vâng, nó rất là đẹp. Đây, như một chiếc kính đây, các bác có thể nhìn xem người ta thiết kế một cái kính này. Và cầm một cái kính nó rất là ngon. Ngon tuyệt vời luôn. Đấy, như đây là kính 2,5 độ này, các bác nhìn trực tiếp, quay trực tiếp màn hình cho xem luôn này. Cái gọng của nó đây. Vâng, cái gọng của nó thiết kế cũng quá là tỉ mỉ và rất là tinh tế, từng cái gọng này và từng cái khung của nó này, quá tuyệt vời. Kính này các bác nhá, kính này là hàng nội địa của Nhật, là Sunstone nhá. Vâng, đây Sunstone này. Đấy, kính nội địa của Nhật đấy ạ, đây. Phải nói là nó có sự khác biệt rất là lớn so với phần còn lại. Vâng. Đây, lại lấy một chiếc nữa đây. Đây. Cái chiếc này thì gọng của nó, các bác xem gọng của nó này. Đấy, gọng của nó, đấy, gọng của nó là gọng gọng rất là ngon luôn. Kính gọng của nó là gọng nâu. Đấy, gọng nâu. Các bác thấy chưa? Chiếc này là nó rơi vào khoảng tầm 3S2 là 2 độ đây. Vâng, 2 độ, chiếc này là 2 độ nhưng của nó gọng nâu. Và cái gọng của nó các bác ơi, khác biệt quá lớn so với vâng, tuyệt vời luôn các bác. Vâng, tuyệt vời, gọng của nó cũng nâu này. Cầm cái kính lên nó có sự khác biệt hoàn toàn. Hoàn toàn luôn các bác, em ghi được, em nói là hoàn toàn luôn bởi vì nó quá chất lượng luôn. Nó đẹp, nó chất lượng. Đây cái này đây, là 1,5 độ đây. 1,5 độ đây. Đây, dán trực tiếp vào đây. Rất đẹp luôn. Thì kính này bên em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác các loại kính hàng xịn, hàng nội địa của Nhật được thanh lý với giá là 500k một chiếc. Đấy, các bác nào mà dùng độ nào, độ phẩy nào thì các bác alo cho em từ 4,4 độ đổ lại nhá. Vâng, 4 độ đổ lại với giá 500k. Và đây ạ, kính Bontrager của Mỹ USA, một cặp kính Bontrager của kính USA thì bên em sẽ combo cho các bác loại kính, combo kính đạp xe cho các bác loại kính đi đêm này. Đấy, một combo hai chiếc này, kính đội màu gọng trắng và kính đi đêm này. Gọng của nó gọng đen đỏ nhá, đen đỏ. Và Bontrager gọng siêu dẻo, siêu bền với giá là 800k một cặp. Và có bán rời, các bác nào mà thích một cái là 400 mà hai cái là 800. Các bác có thể thay đổi cái mắt kính này sang bên này, cái bên này sang bên này thoải mái. Các bác tùy ý thích của các bác, em sẽ thay cho các bác nhá. Và siêu bền, siêu xịn luôn. Đây các bác xem cái gọng kính của nó thế này kìa. Và cái mắt của nó rất là bền luôn. Đấy, mắt bền, xịn luôn. Bontrager trực tiếp trên USA này. Đấy, gọng kính siêu xịn luôn. Đấy, rất rẻ luôn. Và một chiếc kính ý nữa. Vâng, kính ý, kính ý của nó là kính ý đạp xe mắt xanh đổi màu, mắt xanh này, mắt xanh đổi màu cực đẹp luôn. Đấy, kính ý này, Italy ý các nhá. Kính ý này các bác có thể chống tia UV 400, và kính này là kính ý Dubi ý, Duri ý. Vâng, kính đạp xe ý rất nổi tiếng, với giá thanh lý cho các bác với giá là 450k một chiếc. Bác nào cần thì alo trực tiếp cho em. Và tiếp theo là một chiếc kính dâm, kính dâm còn nguyên hộp da đây các bác này. Đây, kính nguyên dâm còn nguyên hộp la da này. Kính này là kính cảnh sát Polic, cảnh sát Nhật đây. Vâng, kính cảnh sát Nhật, Polic của cảnh sát Nhật nhá. Vâng, đây kính của nó đây, thanh lý là kính Polic hàng chuẩn xịn luôn của nó nhá. In trực tiếp lên kính và khắc từng chữ đây, Polic. Vâng, cái này sản xuất trực tiếp tại Made in Italia. Vâng, cái này là kính ý, kính ý. Vâng, kính ý Polic hàng Nhật về đấy, gọi là cảnh sát Nhật thì Polic, cảnh sát ý cũng được, cảnh sát Nhật cũng được. Vâng, đây các bác xem nhìn này, in trực tiếp vào đây. Đấy, Made in Italia, kính dâm. Vâng, mắt của nó là mắt chéo. Vâng, mắt chéo, kính dâm màu đen. Gọng của nó gọng đen, rất là mạnh mẽ và tự tin. Đấy, mắt rất là mạnh mẽ và tự tin.
rất đẹp luôn, một chiếc duy nhất. Thanh lý trực tiếp cho các bác với giá là 800k một chiếc kính siêu đẹp này nhá. Vâng, các loại giày thì các bác xem luôn, bên em các loại giày quá ngon và rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây giày đây ạ. Vâng, đây có hai đôi giày của Mỹ này. Giày check này, giày Mỹ này, giày đạp xe không can này. Vâng, giày màu vàng check này. Giày không can này. Made in cái này là sản xuất trực tiếp tại Made in USA này, giày hai khóa này. Vâng, giày này là giày độc nhất vô nhị. Vâng, có một size 41 và một size 42. Vâng, hai size. Thì bác nào mà cần thì alo trực tiếp cho em hai size, chỉ có hai size và hai đôi này thôi. Màu này là màu vàng. Bác nhìn thấy chưa? Độc nhất vô nhị luôn. Vâng, quá tuyệt vời luôn. Một đôi giày đạp xe không can. Cái này thì các bác nhanh tay chọn cho mình. Bác nào size đúng size 41 và size 42 thì alo trực tiếp cho em để sở hữu cái đôi giày của Check này. Và báo giá trực tiếp cho các bác đôi giày này với giá là 1.350.000. Vâng, tuyệt vời. Màu này các bác đạp xe thì phải nói là quá đẹp luôn. Quá là xịn luôn các bác nhá. Vâng, giày Check này. Đẹp tuyệt vời. Và một đôi giày của Mỹ tiếp này, đạp xe Mỹ này. Made in USA Mỹ này. Giày này là giày titan. Giày titan Mỹ này. Đấy, giày titan Mỹ siêu đẹp, siêu xịn, màu đen trắng đỏ này. Giày không can này các bác này. Và đây các bác mở đây, dính đây. Đấy, cái này này các bác sử dụng cái này. Và đôi này thì thanh lý cho các bác với giá là tròn 1.200.000. Và 1.200.000 này. À cái này thì duy nhất có một size thôi. Đôi này chỉ có duy nhất có một size. Vâng, đây Made in USA đây. Đôi duy nhất có một size là size 41 các bác nhá. Vâng, chiếc đôi này là duy nhất size 41. Bác nào mà đi thì alo trực tiếp cho em. Giày cá sấu này. Các bác nhìn một đôi giày cá sấu hàng tuyển chọn cao cấp, hàng xịn đét đẹp, đẹp luôn. Hàng Nhật về này. Quá đẹp. Vâng, một đôi giày cá sấu, da cá sấu nguyên bản. Da cá sấu tươi nguyên bản của nó này. Vâng, có các đường chỉ gai gù của nó này, trực tiếp nguyên bản này. Đây các bác xem này. Quá là hoàn hảo cho một chiếc giày cá sấu. Giày cá sấu này thì về lô thì có một size 39 và có đôi size 39 và size 41, 42. Vâng, 42 thì em đang đi một đôi, còn một đôi nữa. Đẹp chưa các bác ơi? Tuyệt đẹp chưa? Vâng, giày cá sấu này thanh lý giá rẻ cho các bác với giá là 2.500.000. Vâng, có 2.500.000 cho một đôi giày da cá sấu tươi. Tuyệt đẹp. Siêu đẹp, siêu xịn và siêu cao cấp. Đây các bác xem luôn. Size 39 nhá. Giày Nhật này. Về này. Đây, size và tiếp theo giày không can đạp xe này còn đôi màu trắng đỏ này. Màu trắng đỏ này thì em xem nó còn size bao nhiêu. Giày trắng đỏ này còn size 41 này. 41 này. 41 này. Đấy. Và chiếc size này với size là, vâng, size của nó là size 41 à? 41 và 450 các bác nhá. 41 và 40 này các bác ơi. Vâng, size 41 và 40. Bác nào đi thì alo trực tiếp cho em. Có hai khóa. Vâng, quá rất ngon, rất xịn luôn. Giày cực đẹp luôn. Đấy, giày này thì vâng, quá đẹp. Và hai màu mẫu giày đổi màu và giày titan, màu bạc titan. Đấy, giày bạc titan của Nhật này. Không can này. Màu titan này có hai khóa và nó có size từ 40, 41 và 42, 43. Có hết. Vâng, đôi này thì nó về nguyên lô. Đấy, các bác nào cần thì alo cho em một đôi giày titan này 42 khóa với giá là 900. Và đôi giày đổi màu này, các bác nhìn thấy đổi màu chưa? Vâng, đôi đổi màu này. Đôi đổi màu này với giá là 900. Đấy, các bác nào mà thích mẫu nào thì alo trực tiếp cho em. Và có giày cá. Vâng, có cá thì đây ạ. Có cá, có đôi xanh của BNG này, hai khóa này. Giày hai khóa này. Đế của nó, đế carbon này. Đấy, size của nó là size 40 và
không biết còn size khác không thì các bác có thể là liên hệ cho em để hỏi bác đi size nào thì alo cho em để em báo tìm báo nhá. Đôi này thì báo giá trực tiếp cho các bác với giá tròn 1 triệu này. Đấy, giá thanh lý nhá. Màu trắng, vâng, có cả màu trắng này nữa, can cá màu xe đua này, crash này, màu trắng này nữa này. Đấy, với giá là tròn 1 triệu, hai khóa này các bác này. Còn tiếp theo là giày chạy bộ đạp xe. Vâng, giày chạy bộ này các bác ơi. Giày chạy bộ này. Đá bóng có giày giày Nhật đá bóng còn size này thì báo giá trực tiếp cho các bác luôn size này này. Đây ạ. Đấy, giày đá bóng này. Giày đá bóng còn size 42. Màu của nó đây. Màu của nó là màu đá bóng Ronaldo. Vâng, đây ạ. Chống trơn trượt, quá đẹp luôn, giày Nhật bóng đá. Siêu đẹp size 42. Có các đường chống trơn trượt chỉ đinh tại đây. Đôi này thanh lý cho các bác với giá là 800. Vâng, 800 các bác nhá, size 42 nhá. Giày này thì có đây có phần phần chống va đập đây. Tại đây các bác nhá. Các bác nào đá bóng sân cỏ nhân tạo hoặc là sân cỏ thì alo trực tiếp cho em. Vâng, giày thể thao đi bộ này. Giày thể thao đi bộ tập thể dục này, đi công viên này. Đôi giày của Nike Nhật này. Đấy, size của nó này có các size từ size 40 cho đến 43, 44 gì đó. Đây, giày này là giày siêu đi bộ, siêu thông thoáng, siêu nhẹ của Nike này các bác này. Vâng, rất đẹp luôn. Thanh lý 350k một đôi này. Mã này là mã màu xanh này. Đấy. Còn mã màu đen này. Đây, các bác xem luôn mã màu đen này. Đấy, các bác nhìn rõ không ạ? Vâng, mã màu đen này. Đen này. Đế của nó là đế hai lớp nhá. Vâng, hai lớp đây. Màu này là màu ghi cam này. Màu ghi cam này các bác này. Đấy, ghi cam này rất đẹp luôn này. Và đôi của Đức Puma này. Puma của Đức BMW kép. Đen đỏ này, đen trắng này. Có hết này. Đấy. Và chống chân trượt. Những đôi này thì cao cấp rồi. Đôi giày của Đức thì cao cấp rồi. Đấy, đôi giày của Đức này thì báo giá cho các bác với giá là 550 này. 550 giày Puma này. Các bác đi những đôi này thì rất là êm, rất là xịn nhá. Và êm lắm các bác ơi. Đi êm và ngon lắm. Đi sướng chân lắm. Vâng, đây. Và tiếp theo còn một đôi giày cuối cùng này là size 42. Vâng, đôi này thì nó là màu xanh dương và chỉ của nó là chỉ trắng, tuyệt đẹp luôn. Đế của nó đế bằng cao su hai lớp và đế carbon này các bác nhá. Đế cao carbon này. Giày này thì các bác đa số là dùng cho các môn hoạt động như cầu lông hoặc là môn đi bộ hoặc là các bác sử dụng cho môn bóng bàn. Ấy, tennis hoặc là các bác sử dụng cho môn pick cái gì pick ball của Mỹ đấy. Và đấy các bác nó chống trơn trượt đấy các bác này các bác. Đấy, vâng, các bác nhìn thấy chưa, khi mà các bác đánh thì nó chống trơn trượt và đặc biệt là đi rất nhẹ luôn nhá. Vâng, đây các bác xem những đôi giày này, đế carbon này, thấy chưa. Vâng, đôi này thì báo giá trực tiếp cho các bác với giá là 950k. 950k một đôi nhá. Có một đôi duy nhất size 42 thôi các bác ơi. Vâng, đôi này siêu bền, siêu đẹp và duy nhất cho các bác một size 42. Đây size 42. Và đôi này là giày Nhật đấy ạ. Đấy, rất là nhiều loại giày rất là ngon. Và cùi đề, các loại cùi đề bên em có hết từ 6 7 8 9 10 11 12 cùi đề của bên em là chuyên hãng Shimano. S-RAM cũng có nhưng mà chỉ hỏi ví dụ như ở bên hãng kho bên Nhật anh Thanh Ý về cơ. Vâng, máy cạo râu Mỹ này, ba lưỡi này. Đấy, ba lưỡi Thanh Ý 280 này. Đấy, các loại pedal có hết này. Và các loại sen xích thì có các loại sen xích của S-RAM GX của Mỹ này. Đấy, hàng này là hàng tuyển chọn này. Đấy, cái này là 12 này, 12 và có cả 11 nhá, S-RAM nhá. Đấy, các bác nào alo trực tiếp cho em, loại này thì đắt tiền lắm. Còn loại này là hàng xịn rồi. Hàng này là hàng tuyển chọn và Nhật về rồi. Và hàng nội địa của bên Sensic Shimano đây. Bên em xin Sensic Shimano là hàng lấy trực tiếp tại nội địa Nhật nhá. Kho Nhật về đây. Đấy, Shimano made in Japan Nhật đây. Sensic của nó là 6 7 8 9 10 11 12 có hết nhá. Vâng. Em báo giá trực tiếp để các bác dùng, các bác lấy này. Sen 678 dùng chung xích 8 này là 300, sen 9 là 400, sen 10 là 502 và sen 11 Japan Nhật của nó sẽ là
Bao nhiêu ạ? 680. Vâng, các loại lip nữa, lip của em thì đây, lip Shimano của Made in Japan Nhật nhá. Hàng nội địa Nhật nhá các bạn nhá. Hàng Japan Nhật đấy ạ. Và tiếp theo các loại yên. Vâng, thanh lý trực tiếp cho các bác các loại yên xe này. Các bác nhìn thấy các mẫu yên đẹp chưa? Quá hoàn hảo và rất là đẹp luôn. Vâng, bọc yên trước này, bọc yên của nó là bọc yên da siêu êm. Bọc yên da siêu êm này, siêu xịn này. Bọc yên này thì 200 này các bác ơi, giá chỉ có 200 thôi, chống mưa, chống nước vô tư này, rất êm luôn này. Và bọc yên nữa là của Rock này. Bọc yên siêu êm, siêu xịn luôn này, siêu bền luôn này, 280k này. Vâng, các bác lấy loại nào cũng được nhá. Đấy. Yên Nhật còn chiếc yên Japan Nhật nội địa Nhật có đèn này. Đấy, có đèn bằng đây các bác nhỉ. Yên Japan Nhật nội địa này. Yên này dùng cho xe đua, xe touring thì các bác sực cực kỳ là ngon, yên da nhá. Yên da và rất là êm này. Đấy, yên da như cánh chim bồ câu bay trong gió. Đây các bác nhá. Đấy. Cái đèn này các bác biết bao nhiêu tiền nó, cái đèn này nguyên cái đèn này 100.000 rồi. Cái đèn này rẻ nhất là 100.000. Em đoán vậy. Vâng. Đèn này đèn siêu xịn, các bác sạc pin vào. Yên này thanh lý cho các bác một chiếc duy nhất là 450k này. Yên nội địa Nhật này. Yên tiếp theo là yên nâu này, màu nâu quyến rũ này các bác ơi. Màu nâu quyến rũ này siêu đẹp luôn này. Yên Mỹ này, màu nâu quyến rũ yên Mỹ này. Úi giời êm chưa? Yên xe đua này, yên xe rát này các bác ơi. Có rãnh giữa yên nâu này. Với giá của nó thanh lý là 500 này, yên nâu này, một chiếc duy nhất các bác nhá. Êm cực kỳ luôn. Êm cực kỳ luôn, êm luôn. Các bác nhìn thấy ấn này là biết êm rồi. Vâng, yên carbon này các bác ơi. Yên carbon này thanh lý cho các bác với giá là 600 này. Vâng, 600 một chiếc yên carbon này. Có dạng giữa siêu xịn này. Nó thanh lý rẻ cho các bác nhé. Các bác thấy rẻ này các bác thích rồi. Yên siêu êm của Mỹ này, USA Mỹ có Cervelo X1. Yên siêu êm này thanh lý cho các bác với giá là 320 này. Màu đen, màu xanh dương chỉ trắng. Đấy. Và màu đen, màu xanh lá huỳnh quang chỉ trắng. Yên siêu êm, yên siêu xịn luôn. Của Mỹ luôn các bác nhé. Vâng, yên rất cao cấp và rất là xịn luôn. Rất là nhiều hàng ngon. Vâng, gương nữa này các bác ơi. Gương Rock này, các bác có thể là lắp hai cái hai bên như này. Đấy, hai bên như này. Hai chiếc này. Hai chiếc yên Rock, gương Rock này. Đấy, gương Rock cực kỳ là 360 độ này. Đấy, các bác có xoay 360 độ này. Gương này thì là 300k một cặp này, hai chiếc này. Đấy, gương Rock này, gương tròn này. Rất đẹp và rất xịn. Đây, các bác ơi. Vợt carbon, vợt cầu lông carbon. Vâng, cái này là bằng carbon nano cao cấp này. Lưới siêu căng, siêu xịn. Cái này là có thể nâng được hai cái xe lên. Vâng, hai cái xe đua lên. Đấy. Vợt full carbon, made in USA. Vợt Mỹ của nó là 4U. Nặng của nó, độ nặng của nó rất là nặng, nhẹ thôi. Nhẹ thôi, 82k. Vợt 4U của Mỹ nó tương đương với vợt 3U của châu Á các bác nhá. Đấy. Siêu xịn luôn, carbon, full carbon, siêu đẹp luôn, siêu xịn luôn. Vợt thi đấu, vợt thi đấu sẽ thanh lý cho các bác với giá là tròn 500k nhá. Cái này nâng được hai cái xe lên các bác nhé. Vâng, giá treo xe cao cấp của Nhật này. Đấy. Vâng, thanh lý cho các bác với giá là 750k một chiếc. 750k. Dây cuốn ghi đông đỏ còn đúng một bộ đen chấm đỏ cao cấp của Nhật này. Đấy, loại này là loại da cao cấp xịn của Nhật này. Đen chấm đỏ với giá thanh lý 250k. Nguyên hộp. Vâng, đen chấm đỏ của Mavic. Da với giá là 180k. Các loại tay nắm sừng ngắn. Vâng, tay nắm sừng ngắn này. Tay nắm sừng ngắn có đệm êm với giá là 130k. Tay nắm sừng dài. Sừng dài. Đấy, tay nắm sừng dài. Có đệm êm với giá là 150k. Vâng, tay nắm da siêu xịn luôn của Shimano. Có đệm êm, da này, da màu nâu. Đấy, màu nâu. Thanh lý 200k. Vâng, chiếc túi vân carbon này thanh lý cho các bác với giá là 250k. Đấy, rất đẹp, rất xịn và rất là ngon. Carbon siêu xịn luôn.
gọng nước nhôm 40k. Và đây pô tăng 5 phân. Pô tăng 5 phân với lại pô tăng 7 phân. Pô tăng này là 550k. Và cái ghi đông carbon này. Đấy, ghi đông carbon siêu cao cấp này. Đẹp, siêu cao cấp này. Với những cái ghi đông carbon này các bác biết giá thanh lý của nó là 700 thì là quá ngon, quá rẻ các bác ạ. Vâng. Đây các bác xem các cái đường chỉ của nó là quá tuyệt vời, quá đẹp luôn. Đây. Ở đây như này. Đấy, rất đẹp luôn. Cái này là phải tháo ốc ra nó giữa các bác nhá. Ghi đông 700 carbon. Cái này là các bác có thể nâng đây các bác để như thế này. Đấy, các bác có thể nâng, đây là ghi, cái này là pô tăng carbon. Các bác có thể nâng lên khoảng tầm nâng lên như này khoảng tầm mấy phân nữa các bác này. Đấy, các bác có thể nâng lên khoảng tầm 5-6 phân nữa. Và quá ngon luôn. Khi các bác cần nâng lên thì các bác dùng cái này lên. Cái pô tăng carbon này nâng lên. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Nâng lên khoảng tầm 5 phân nữa là quá ngon. Khi các bác thấp, đấy, các bác cần thì với thì các bác nâng lên. Cái này là 800k. Pô tăng nâng 5 phân. Vàng bộ titan này. Và một bộ titan còn duy nhất mới về. Pô tăng các pô tăng titan. Cái này là các bác dùng 100 năm này. Vâng, các bác dùng 200 năm này. Pô tăng này là 9 triệu này. Đấy. Pô tăng của Đức. Và cái này là ghi đông titan. Đấy, titanium của Đức. Cái này các bác dùng 100 năm, bảo hành cho các bác 99 năm. 1.950.000. Đấy. Keo Mỹ USA E6009 công dụng các bác dịch ra các bác dùng nhá. Em cái này em chưa dịch ra đâu. Nó bằng tiếng Anh các bác ạ. Vâng. Đấy, cái này là 45k, siêu rẻ luôn, dung tích của nó là 110ml. Vậy 110ml. Và cặp phanh vành Shimano. Vâng, cặp phanh vành Shimano thanh lý này các bác này. Đấy, cặp phanh vành Shimano thanh lý với giá bán của nó, một cặp phanh xịn này với giá bán là 750k một cặp. Đấy, 7.